Kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể các anh chị, mỗi một con người của chúng ta là một sản phẩm tuyệt vời của đấng tạo hóa. Đó là ông trời, đó là những người Kitô hữu chúng tôi. Tin xưng Ngài là Thiên Chúa, và Thiên Chúa là chủ thể muôn loài. Ngài là Chúa Xuân, Ngài là mùa xuân. Và sau đây, nhóm những người Kitô hữu chúng tôi sẽ trình bày để kính tặng tất cả quý thầy cô và các anh chị bản dâng Chúa mùa xuân. Chúa chính là